chào bạn đồng quay trở lại với chuyên mục ẩm thực của Sài Gòn Tiếp Thị. Như đã hứa thì lần này chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện một món ăn nữa với nguyên liệu chính từ thịt bò. Và chúng ta cùng chào đón với sự hướng dẫn chi tiết từ anh Diệp Huy Cường, bếp trưởng lãnh sự quán Nam Phi. Dạ, xin chào anh ạ. Xin chào Ngọc Dung, xin chào bạn đọc Sài Gòn Tiếp Thị. Dạ, không biết thì lần này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn đến bạn đọc món ăn nào với nguyên liệu chính từ thịt bò đây anh? Hôm nay Cường giới thiệu đến các bạn một món ăn, đó là món bắp bò khoai môn. Dạ, nghe bắp bò và khoai môn thì có lẽ là các bạn cũng đã đoán được là hai nguyên liệu chính, đó chính là bắp bò và khoai môn. Thì thường là em nghe nói là mình có là gỏi, là gỏi đu đủ nè, gỏi ngó sen, thì bây giờ mình lại thực hiện có thêm một cái nguyên liệu nữa đó, đó chính là từ khoai môn đúng không anh? Thì để chọn khoai môn thì mình có lưu ý gì cho thực hiện món gỏi này ạ? Để thực hiện món bắp bò khoai môn này thì mình nên chọn cái khoai môn củ to. À, khoai môn củ to. Vì sao mà mình chọn củ to mà không thể chọn củ nhỏ à? Khi mình chọn củ to thì lúc mà mình sơ chế mình bào sợi thì cái sợi nó sẽ đẹp hơn, dài hơn. Mình chiên lên thì nó sẽ dài, hấp dẫn hơn. Và ra dáng hơn của món gỏi đúng không anh? Dạ. Còn anh có thể chia sẻ bí quyết để các bạn có thể chọn được cái bắp bò mà phù hợp với món gỏi này không ạ? Để chọn nguyên liệu bắp bò thì mình sẽ chọn cái bắp bò là nó tươi ha. Dạ. Và nó, bắp bò nó đỏ. À. Dạ, thì Dung cũng tò mò đó là thường thịt bò nó cũng có nhiều vị trí phần thịt khác nhau để mình làm chế biến thành nhiều món. Thì vì sao mình lại chọn cái phần thịt bò đó là nằm ở vị trí bắp bò mà không phải là ở các vị trí khác để mình sử dụng cho món này anh? Khi mà mình cắt lên thì nó sẽ nguyên miếng nhìn nó rất là đẹp. Những cái thân bò đó thì chỉ có là để làm cho những cái món khác thôi, giống như là xào hay là bít tết hay là này kia thôi, chứ không có thể nào áp dụng cho cái gỏi được. Dạ, và chúng ta có thể là thưởng thức món bắp bò khoai môn này trong những cái dịp thưởng thức món ăn như thế nào ạ? Thường thì cái bắp bò khoai môn này thì mình sẽ thưởng thức những dịp cuối tuần như là họp mặt gia đình hay là tiệc. Dạ, dạ rồi. Và bây giờ thì xin mời anh, hãy chúng ta hãy cùng bắt đầu hướng dẫn chi tiết đến bạn đọc cách thực hiện món bắp bò khoai môn ạ. Dạ, thì cũng như là mỗi khi mà chúng ta thực hiện một món ăn thì mọi người khá là quan tâm là sử dụng các loại nguyên liệu và gia vị như thế nào ạ? Để thực hiện món bắp bò khoai môn này thì cái nguyên liệu chính là bắp bò. Dạ. Kế tiếp là khoai môn. Còn nguyên liệu nó gồm có là tương ớt ha, rồi đường ha, hành phi, nước mắm, ớt và húng lủi, ớt sắc chỉ. Và điều đặc biệt đây là nước gỏi, nước tắc. Nước tắc. Nước cốt tắc. Em thường em thấy là mọi người làm món gỏi á, thì chúng ta sẽ sử dụng nguyên liệu đó là giấm nè, hoặc là chanh. Thì không biết là vì sao anh chọn tắc mà không phải sử dụng hai nguyên liệu kia ạ? Thường thì anh sử dụng nước cốt tắc này là do là nước cốt tắc nó không có chua mấy. Dạ. Nó thanh hơn là nước cốt chanh, cho nên là anh sử dụng nguyên liệu là nước cốt tắc. Dạ rồi. Và bây giờ thì không biết là mình cái công đoạn chính để thực hiện thì mình sẽ bắt đầu từ đâu ạ? Công đoạn chính thì mình sẽ sơ chế bắp bò ha. Sơ chế bắp bò. Thường thì bắp bò nó có những cái lỗi trên này là gân với hơi mỡ á, mình sẽ lóc bỏ nó đi. Đây, sẽ lóc bỏ nó đi. Mục đích để mình lóc bỏ bớt như thế này để nhằm
để cho miếng thịt nó như thế nào, hoặc là món ăn nó được thêm gia vị hay sao ạ? Khi mình lóc đi thì lúc mà mình luộc nó lên á, nó sẽ không có bị sần sùi á. À, tức là đầu tiên đó chính là để cho món ăn nó được đẹp mắt đúng không? Cái bắp bò nó luộc lên nó sẽ hấp dẫn hơn. Dạ rồi. Luộc hả anh? Tức là để thực hiện món ăn này thì chúng ta sẽ luộc bắp bò. Đúng rồi, mình sẽ luộc bắp bò. Mình luộc bắp bò trong 25 phút. Thường thì mình làm cái gỏi khoai môn này thì phải là bắp bò cho nó chín luôn, chín mềm nhưng mà không đến nó mềm quá. Mềm nhưng còn độ dai. Dạ rồi, vẫn giữ độ dai. Dạ. Thì không biết là bây giờ em có thể phụ để làm cái phần khoai môn này không anh? À, giờ em làm cái khoai môn giùm anh ha. Thái sợi phải không anh? Đúng rồi, thái sợi. Dạ rồi. Rồi, công đoạn cái này giờ anh sẽ đi luộc bắp bò ha. Dạ, rồi, dạ. Mời anh. Dạ, trong quá trình mình đợi bắp bò được luộc thì chúng ta sẽ thực hiện tiếp công đoạn nào thưa anh? Trong quá trình mình chờ bắp bò thì bây giờ sẽ làm nước gỏi ha. À, nước gỏi như lúc đầu mình có nói là mình sử dụng cái phần nước cốt của trái tắc. Đúng rồi. Dạ. Cái này là nước gỏi, cái này là nước tắc ha. Dạ rồi. À, tiếp theo thì mình sẽ cho đường vào. Mình thêm khoảng bao nhiêu ạ? Mình sẽ cho thêm 3 muỗng đường vào. Và cái gia vị của đường thì mình có thể là gia giảm cho phù hợp với vị của nhiều người thì thích ngọt hơn hoặc là thích cho nó chua đậm đà hơn đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. À, em thấy là có hai nguyên liệu rồi. Tiếp theo thì mình sẽ cho thêm một muỗng nước mắm rồi ha. Muỗng nước mắm. Dạ rồi. Tiếp nữa thì mình sẽ cho một muỗng tương ớt. À, tương ớt. Rồi, em ra lên cho mình đi. Dạ rồi. Và em thấy đó là nhiều người thì người ta lại không thích sử dụng tương ớt và mình có thể thay thế thành ớt mà mình bầm hoặc là ớt sắc sợi được không anh? Hoặc là mình bỏ hẳn ra ngoài luôn được không ạ? Tại vì cái này thì nó, nếu mà trong nước mắm thì nó đã có ớt sắc rồi. Dạ. À, mình không thể nào mà thay thế vô đây được. À, dạ rồi. Tức là nguyên liệu tương ớt là một trong những nguyên liệu không thể thiếu trong món gỏi này. Đúng rồi. Dạ. Và nó sẽ tạo lên một cái độ bóng và nhìn cái món ăn nó sẽ hấp dẫn hơn. Như vậy là được chứ ha? À, như vậy là ok rồi, được rồi. Dạ rồi, em gửi ạ. Đây đây ha. À, hoàn thành rồi đúng không? Bây giờ là cái nước gỏi này mình đã hoàn thành rồi. Dạ rồi. Tiếp theo thì mình sẽ chiên khoai môn. Dạ. Một nguyên liệu mà không thể thiếu ha. Nguyên liệu. Và để làm món bắp bò khoai môn này á, là chúng ta phải chiên khoai môn chiên đúng khoai không? Chiên khoai môn giòn lên. Trong đoạn mình sẽ bỏ dầu vào đây. Dạ. Rồi mình sẽ bỏ cho nó ngập dầu ha. À. Lưu ý nữa là để chiên khoai môn là phải để cho ngập dầu. Ngập dầu. Mục đích là để làm gì anh nhỉ? Mình chiên khoai môn mà ngập dầu thì nó sẽ mau giòn ha. À. Mà khoai môn nó sẽ không bị vỡ. Dạ. Ok. Chờ cho dầu sôi khoảng 80 độ mình sẽ bỏ vào. Mình sử dụng lửa lớn hay là lửa vừa anh nhỉ? Mình bấm lửa lớn luôn. Dạ. Ngoài là mình có cái món là bắp bò khoai môn này thì theo anh thì mình còn những cái món nguyên liệu từ khoai môn này để làm các món gỏi khác không ạ? Thì ngoài cái bắp bò khoai môn này mình sẽ có cái nguyên liệu là khoai môn chiên nước mắm nè. Dạ. Rồi gỏi khoai môn hải sản nè. Ồ. À, nói chung mình là khoai môn
làm cũng được rất là nhiều món. À, trong đó thì có hai món gỏi thêm, đó chính là bắp bò khoai môn và gỏi khoai môn hải sản. Dạ. Và trong cái món mình cũng nói thêm một chút là món gỏi khoai môn hải sản, thì khoai môn có tiếp tục là mình chiên hay là mình chế biến bằng cách khác hả? Tất cả các khoai môn là mình phải chiên giòn lên. Thì dạ nó rồi. Mới hợp chung với hải sản được. Dạ. Mình canh mình nhìn cái độ dầu như thế nào thì mình cho khoai môn vào là vừa hả anh? Thì dầu mình sẽ nhìn vào thấy nó sẽ bốc khói lên. Hơi dạ. Vừa bốc khói lên là mình sẽ cho khoai môn vào được. Còn khi mà dầu nó chưa sâu mình cho khoai môn vào thì nó khoai môn nó sẽ bị vỡ và nó không có giòn. À dạ rồi. Rồi, trong lúc mình chờ dầu sôi thì mình sẽ xem cái bắp bò ha. Dạ. Nghĩa bắp bò. Đây. Chưa được, tí nữa. Đang canh lửa. Dạ. À, dạ anh Cường ơi, thêm thấy thì mình có thể thái sợi như thế này. Nếu mà mình hiện nay thì nội trợ thì cũng có nhiều cái đạo cụ để hỗ trợ, chẳng hạn như là đối với cái cây thái đạo cụ kiểu này nó vẫn có những cái dụng cụ để mình có thể thái sợi, thì mình có thể áp dụng cho cái món gỏi này được không anh, hay là nhất thiết là mình phải thái sợi thủ công như thế này? Thường thì cô nội trợ cô biết xài và cô không biết xài cho nên là cái này thái gì nó cũng dễ trúng tay, nên là họ sẽ chọn cái phương án là cắt. Nói chung là cái đạo cụ nào cũng được và dụng cụ nào cũng được, chỉ cần là mình tạo ra được những cái sợi cho nó sợi có thể là vậy. Tạo thành món gỏi thôi. Dạ. Dầu như vậy là được rồi phải không anh? Đúng rồi em, bây giờ dạ. Mình sẽ bỏ khoai môn vào. Đó. Wow. Nhìn đẹp mắt lắm mà. Có cái bí quyết nào để mình nhìn là khi mà mình để vào thì miếng khoai môn nó đã vừa chín theo cái yêu cầu của món gỏi hay không ạ? Mình sẽ canh lửa. Canh lửa. Mình có thể nhìn vào miếng khoai để mình có thể nhận định là nó vừa chín đủ cái yêu cầu mình cần không anh? Mình nhìn vào mình thấy khoai môn mà nó vàng lên xong rồi nó có cái độ giòn là ok. Vì là khoai môn á mình thái sợi ra rồi nên là em nghĩ là chắc cũng không có thời gian nó lâu đâu phải không anh? Mà nó sẽ nhanh thôi. À chiên nó cũng rất là mau em. Dạ. Này là chưa được, nó chỉ mới giòn thôi, để cho nó vàng lên tí nữa thì nhìn nó mới bắt mắt hơn. À. Nó vàng nữa thì nó kết hợp với cái rau này màu xanh á. Dạ rồi. Thì nó sẽ đẹp hơn. Rau thì bây giờ là khoai bắp bò khoai môn này thì mình kết hợp với rau gì anh? Thường thì cái bắp bò khoai môn này kết hợp với rau húng lủi á. Dạ, rau húng lủi. Rau húng lủi. Giờ em cắt rau húng lủi giùm anh cắt nhuyễn á. Cắt nhuyễn đúng không? Đúng rồi. Như thế này được chưa anh ha? Hơi to lên tí em. Hơi to lên. Tức là húng lủi trong cái món gỏi này là chúng ta không có để nguyên lá, không có ngắt lá ra mà chúng ta phải thái ra, thái mỏng ra. Giờ là cái liệu khoai môn này nó vàng rồi ha. Dạ. Giờ mình sẽ vớt ra để trên cái giấy thấm dầu. Rất là giòn.
Ngoài nguyên liệu là húng lủi, mình có thể thay thế bằng rau khác không anh? Ngoài nguyên liệu húng lủi thì mình có thể thay thế bằng rau răm. Trong đoạn nào mình đã chiên khoai môn xong rồi ha. Giờ tới xem bắp bò được chưa? Rồi, ok. Bắp bò cũng được rồi. Được, đúng rồi. Sẽ vớt bắp bò ra. Đây ạ. À. Để cho bắp bò nó nguội đi. Nếu mà nhìn nhận định từ ban đầu thì chúng ta có thể thấy là như anh Cường chia sẻ là chúng ta phải canh để cho cái sợi của khoai tây nó không chỉ là có cái độ giòn mà còn phải có màu vàng vừa tới để cho cái món ăn của chúng ta vừa bắt mắt, vừa giòn và thơm ngon hơn. Các bạn hãy lưu ý điều này nhé. Dạ, mình tiếp tục thực hiện công đoạn nào ạ? Công đoạn tiếp theo thì em bỏ cái khoai môn này vào tô. Dạ, cho khoai môn vào trong tô. Và em nghĩ là trong cái công đoạn này thì em cũng phải khéo tay, tại vì em thấy là cái sợi khoai môn nó rất là giòn. Đúng rồi. Dạ. Nếu mà mình không khéo thì có thể là làm cho khoai môn nó bị vỡ ra, thì nó sẽ không được cái sợi đẹp mắt như lúc đầu mình mong muốn. Em sẽ cho cái này vào. Em có thể thêm bao nhiêu ạ? Một ít. Nửa đi em. Dạ, nhiêu đi được chưa? Dạ. Dạ rồi. Ok, em chọn nha. Rồi, xong. Dạ. Dạ. Cũng như là một số món gỏi khác thì thường em thấy là nước trộn á, thì tùy đầu bếp cũng như là tùy các loại món gỏi, người ta sẽ trộn trước hoặc là trộn sau khi mà mình đã hoàn thành tất cả các nguyên liệu. Thì không biết đối với món gỏi này thì mình sẽ trộn cái nước trộn đó trước hay sau ạ? Đối với cái món gỏi khoai môn này thì mình sẽ chế cái nước gỏi lên sau, bởi vì mình chế nước gỏi lên cùng một lúc đó, thì cái gỏi khoai môn nó sẽ bị mềm đi. À, tại vì cái đặc điểm của mình đó là mình đã chiên rồi, mục đích là cho giòn lên, mà bây giờ chế vào nó mềm đi thì lại nó không ngon nữa, đúng không? Khi mà mình sắp ra dĩa trang trí lên thì mình sẽ chan nước gỏi lên. Dạ. Giờ cái công đoạn tiếp theo là mình sẽ cắt bắp bò ha. Dạ rồi. Đó. Rồi anh cắt bò thì dùng bỏ cái này vào đây giùm anh. Dạ. Trộn lên, em bỏ vô chính giữa thôi. Dạ. Thông thường thì em thấy là cắt bắp bò là để cho nó đẹp và bắt mắt cũng như là phù hợp với món bắp bò, so với là bình thường thì mình sẽ có cách cắt như thế nào anh? À, mình sẽ cắt đúng xới của nó, giờ mình sẽ cắt mỏng ha, theo cái chiều ngang, xới ngang của nó. Dạ. Để cho nó chúng, đừng để cho nó lại. Thì như anh chia sẻ là sau khi mà mình mở trưng bày ra trên dĩa rồi thì mình sẽ rưới nước sốt, đúng không anh? Đúng rồi, bây giờ mình sẽ rưới nước sốt lên ha. Dạ. Wow, bắt đầu dậy mùi thơm rồi đấy. Okay. Anh ạ. Dạ. Xong rồi mình sẽ trang trí bắp bò lên. Trang trí bắp bò lên.
Dạ. Anh Huy Cường thân mến, như là những cái món gỏi khác thì tiêu chuẩn quan trọng đó chính là mình phải giữ được cái độ giòn của rau củ khi mà hoàn thành món gỏi. Còn đối với món gỏi của chúng ta thì bí quyết như thế nào, xin mời anh hãy nhắc lại với các bạn ạ. Để giữ được cái độ giòn của cái món gỏi khoai môn này thì khi mà món gỏi hoàn tất, mình trang trí khoai môn lên trên dĩa, sau đó mình mới chế nước sốt lên. Thì nó sẽ giữ được cái độ giòn của khoai môn. Chứ mình không thể, các bạn lưu ý là mình sẽ không thể nào chế trước, chan nước sốt lên trước thì khoai môn nó sẽ bị mềm. Dạ, còn đối với bí quyết mà để mà giữ được cái độ chuẩn của thịt bắp á, thì chúng ta phải chế biến như thế nào ạ? Để giữ được cái độ chuẩn của bắp bò thì chúng ta sẽ luộc 25 phút và sau khi 25 phút đó mình sẽ đem ra ngâm nước lạnh thêm 5 phút nữa rồi mình thái. Và Ngọc Dung xin nhắc lại nhé, để chế biến được món gỏi bắp bò vừa có độ giòn và đạt chuẩn thì chúng ta có hai điều cơ bản cần phải nhớ. Đó chính là sau khi chúng ta đã nấu bắp bò luộc chín thì phải để trong vòng khoảng 25 phút rồi để lại ngay với nước lạnh tầm 5 phút. Và đặc biệt nữa là đối với khoai môn thì chúng ta nên là chiên khoai môn xong xuôi và sau khi trang trí trên dĩa thì mới tiến hành là chế nước sốt lên. Rồi, giờ bây giờ anh xin mời Dung thử món ăn. Dạ. Nãy giờ em nhìn em cũng đang chờ đợi cái công đoạn này lắm đây. Dạ. Và với món gỏi này thì chúng ta sẽ kết hợp với nước chấm gì anh nhỉ? Với cái món gỏi này thì anh có chuẩn bị là nước mắm chua ngọt á. Dạ rồi em. Giòn sừng sực. Và tin hẳn là quý vị ăn món này thì sẽ rất là hấp dẫn và chúng ta có thể là kết hợp trong nhiều bữa ăn khác nhau. Và bây giờ thì đến công đoạn là chúng ta sẽ thử cái miếng bắp bò này như thế nào. Đúng là vị giòn của gỏi đó quý vị. Và một lần nữa thì chúng ta cũng không quên cảm ơn anh Huy Cường đã hướng dẫn rất là chi tiết cũng như chia sẻ hai bí quyết cơ bản để thực hiện món gỏi bắp bò khoai môn hôm nay. Và quý vị hãy nhớ nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ạ.